chào mọi người đang xem live, chưa thấy bác nào vào xem. Em quay cho mọi người cây bưởi Tết. Bưởi Tết. Chưa thấy ai vào xem nhỉ? Chào bạn Chi Vũ 135, chào bạn Tuấn Tú 90, chào 11202, chào 4U9, chào 9701, 14TE. Các bạn tên user của cái TikTok này đọc rất là khó đọc, nó không như tên ở Facebook. Chào bạn 010. Chào 915. Chào Lê Hiếu. Chào Hoàng Yến. Chào 71S ạ. Em quay cho mọi người cây bưởi nhá. Cây bưởi Tết ạ, bưởi Tết. Mọi người xem like, mọi người chia sẻ like giúp em, mọi người thả tim, thả like giúp em cảm ơn mọi người nhá. Đỗ Trường. Chào Me Khuê. Chào Phạm Thiên. Chào Lưu Hương. Chào 30 bạn xem live. Mọi người xem live, mọi người nhấn like, thả tim, thả like cho em với, để em tăng lượt tương tác lên để cho đông người vào xem live của em với. Bao nhiêu thế shop? Giá 4 củ rưỡi nhá mọi người nhá, 4 củ rưỡi ạ. Giá chỉ 4 củ rưỡi thôi. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162214 giúp em nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162214 ạ. Đây là đâu vậy em? Đây là Văn Giang Hưng Yên nhá mọi người nhá, Văn Giang Hưng Yên ạ. Đây là rất là đẹp này. Đây rất là đẹp luôn. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. Giá rất là bình dân, rất là rẻ thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Nói chung mà cây này trên cây nó khoảng 50 quả. 50 quả trên cây nhá. Bốn củ rưỡi mọi người ơi. Cho cây này ok. Mọi người, ai mua cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo cho em nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Alo. Vâng ạ. Vâng. Rồi, yên tâm. Nói chung là nếu mà ai hỏi em mà em không biết bán cho khách rồi thì không nói giá thì quan trọng gì đâu. Em anh làm với em, anh yên tâm nhá. Vâng, chào anh. Vâng. Cho hỏi bao nhiêu một cây? Em bán 4 củ rưỡi một cây nha mọi người nha, 4 củ rưỡi ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Bốn củ rưỡi mọi người ơi, 4 củ rưỡi ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo cho em nhá. Ủa chưa thấy bác nào thả tim thả like cho em cả, mới được 9 lượt thích này. Mọi người ơi, mọi người thả tim thả like cho em đi. Ai đang xem like của em mà chưa thả tim thì thả cho em cái tim. Mà ai chưa follow thì follow cho em đi. Ai chưa thả tim cho em thì thả tim cho em. Mà ai chưa follow em thì follow em đi. Ngoài bưởi này ra em còn bán rất là nhiều sản phẩm khác nữa. Ngoài bưởi ra thì Tết thì em sẽ tập trung là bán bưởi. Nhưng mà qua Tết thì em sẽ bán các cả những dòng sản phẩm khác nữa. Nên là mọi người mà ai chưa follow em thì follow em. Mà ai chưa thả tim thả like thì mọi người thả tim thả like cho em, bởi vì em có rất là nhiều sản phẩm đẹp nữa cơ. Hoa cây cảnh. 4 củ rưỡi mọi người ơi, 4 củ rưỡi ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá.
Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Cây rất là xuất sắc luôn. Mọi người thả tim thả like cho em nhé, để em tăng cái tương tác của em lên. Cây như cây này em đếm xem nó bao nhiêu quả này. 1, 2, 3 này. Cô đếm cho xem được 50 quả không? 32 quả. Bao nhiêu quả? 32 quả. Bao nhiêu? 35 quả. Cái này 35 quả này. Cái này có 35 quả. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 cho em nhé. 0969162214 ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo cho em nhé. Đấy, em bán cực kỳ bình dân rồi. Ngoài cái hàng này ra thì nát nữa em sẽ quay cho mọi người cái hàng rẻ hơn, để cho bác nào mà có nhu cầu lấy sỉ nhá. Bác nào có nhu cầu lấy sỉ cái hàng nhỏ thì em sẽ ưu tiên bán sỉ. Bác nào mà có nhu cầu lấy sỉ thì các bác cứ qua Zalo cho em. Cái này đẹp lắm này. Mọi người ơi, cái này đẹp này. Đấy. Cái này đẹp này. Cảm ơn bạn Quan Công 95 đã nhấn follow mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn 900990990ZX đã follow. Ai chưa follow em thì mọi người follow em nhé. Ai chưa follow em thì mọi người follow em. Là em, nhà em có rất là nhiều các sản phẩm. Cây này bao tiền vậy shop? Cây này em bán 4 củ rưỡi nhá bạn. Chiến Vũ 006 nhá. Chiến Vũ 006 ơi, cây này mình bán 4 củ rưỡi nhá. Nhà em ngoài sản phẩm bưởi ra, nhà em bán còn rất nhiều sản phẩm khác nữa. Nên là bác nào mà quan tâm, có niềm đam mê với mặt hàng hoa cây cảnh, 4 củ rưỡi ạ, bạn Hiền Nguyễn ơi. Hiền Nguyễn ơi, 4 củ rưỡi ạ. Bạn nào có niềm đam mê với hoa cây cảnh thì mọi người cứ follow em, bởi vì em còn rất nhiều sản phẩm khác nữa. Tết này chủ yếu là bán bưởi, vì bán bưởi bán bòng. Cây này hơn 40 quả trên một cây này. Cây này cực kỳ đẹp luôn. Cây này hơn 40 quả trên một cây. Có nhận vận chuyển, mình đều nhận vận chuyển mà. Giá bán là giá bán tại vườn, chưa có ship nhá mọi người nhá. Mọi người nếu mà bạn nào mua thì mình sẽ cân đối. Mọi người mua thì mình sẽ cân đối xem các bạn sai gần mình tính ship cho. Giá bán tại vườn chưa có ship ạ. Cây này 4.5 củ nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 cho em. Cây rất là xuất sắc luôn. Cây này có khoảng gần 40 quả đấy ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 cho em nhá. Cái này em bán 4 củ rưỡi. Cái này em bán 4 củ rưỡi nhá mọi người nhá. Cái lưới bọc quả mua ở đâu thế? Ở hàng ở chỗ em thì người ta bán đầy đường ạ. Bán đầy đây luôn. Bao ship Đắk Lắk không? Không bao ship Đắk Lắk ạ. Chốt Bình Dương. Bình Dương cây này đi vào cước cao lắm anh ơi. Bây giờ cây này mà một cây như này mà vào Bình Dương cước nó tầm 1 củ rưỡi đến 2 củ đấy. Các bạn ở trong Bình Dương với Sài Gòn thì em cũng hơi ngại ship, bởi vì cước vào Sài Gòn khá là cao. Ship miền Nam cước khá là cao ạ. Ship miền Nam cước cây này khoảng tầm 2 củ rồi. Củ rưỡi 2 củ tiền cước cây này rồi. Nên là em rất là ngại bán vào miền Nam. Tiền cước cao gần bằng tiền cây. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 nha. Cây này cực kỳ xuất sắc luôn. Em ở Văn Giang, Hưng Yên nha mọi người nhá. Miền Trung thì cước cũng tầm như thế bạn Hiền Nguyễn nhá. Miền Trung cũng tầm như thế. Hôm nay không bán trầm hương hả em? Em có bán trầm hương bao giờ đâu anh, nhà em chỉ bán cây thôi mà. Em có bán trầm hương đâu. Nhà em không bán trầm hương, em chỉ bán hoa cây cảnh thôi. Uy tín của nhà em phải 4-5 năm nay rồi. Em bán hoa cây cảnh thôi chứ không có bán trầm hương đâu. Đã bao giờ được nhìn thấy cái miếng trầm hương như nào đâu mà bán. Cái này đẹp này. Đấy. Quảng Ninh, ship Quảng Ninh khoảng 1 củ nhá. Ship Quảng Ninh khoảng 1 củ đấy ạ. Quảng Ninh nhà ra phí ship cao hơn, em phải ghép xe, em ghép xe em phải chịu tiền cước, bù tiền cước cho khách đấy. Bởi vì ship về Quảng Ninh là cước xe mà tùy theo xa xa gần đấy. Từ 1 củ ship về Quảng Ninh một chuyến xe, mà nguyên chuyến xe nào đó là hơn 2 củ một chuyến xe rồi. Cây đang quay 4 củ rưỡi mọi người ơi. Cây đang quay 4 củ rưỡi ạ. Mua sỉ thì inbox Zalo, số điện thoại là 0969162214 ạ. Mua sỉ thì inbox Zalo, số điện thoại là 0969162214. Cây này rất là đẹp, rất là to luôn. Cây rất là đẹp, rất là to. Mười cây về Thái Bình cứ sao, các bạn nào mua sỉ thì inbox đi.
các bạn mua xỉ thì inbox đi, nói chung là không xỉ thì em xem em sẽ không báo giá xỉ công khai đâu. Em không báo giá xỉ công khai đâu, các bác là mua xỉ mua được 10 cây, 20 cây thì các bác cứ báo số lượng cây. Cây này á, cây này khoảng 50 quả. Cây này sai quả lắm. Số điện thoại của em là 0969 162 214. Ship được thành phố Hưng Yên nhá anh nhá. Ship về thành phố Hưng Yên được nhá. Nay cách Hải Dương, nay cách Hải Dương, nay cách Hải Dương 5 lít. Nay cách Hải Dương 5 lít ạ. Ship về thành phố Hưng Yên cũng 5 lít. Ship về thành phố Hưng Yên cũng 5 lít nhá. 5 lít là em đã phải bỏ tiền của túi của em ra để trợ cước cho mọi người đấy. Mọi người chỉ trả thêm có 5 lít thôi. Chứ còn đi về thành phố Hưng Yên nó cũng khá là xa đấy. Mọi người ơi, mọi người xem nay, mọi người cái là cái bồng, cái bưởi cái bồng đấy. Cái bưởi cái bồng ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại là 0969 162 214 giúp em. Ship về Ân Thi Hưng Yên không cháu? Có nhá chú nhá. Ship về thành phố Bắc Linh bao nhiêu? Ship về Bắc Linh bao nhiêu thành phố? Ship về Bắc Linh, ship về Bắc Linh 5 lít nhá. Ngày mai ngày kia em có xe đi Bắc Linh, ai ghép xe Bắc Linh không? Ngày mai ngày kia, ngày mai ngày kia em có xe Bắc Linh ạ. Ngày mai ngày kia em có xe Bắc Linh ạ. Ship được Hòa Bình không? Có nha anh nhá. Ship Hòa Bình có ship nhá. Ai quan tâm cây nào thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214. Tổng ship Hà Nội giá sao bạn? Ship Hà Nội bạn phải xem là bạn ở chỗ nào Hà Nội nữa. Bạn nếu mà bạn nào mua hàng thì cứ qua Zalo mình trả lời hết nhá. Qua Zalo nhắn tin các bạn ưng cái nào. Ưng cái nào chụp ảnh màn hình cái đó lại và qua Zalo cho mình nhá. Thanh Hóa có ship nhá. Có ship Thanh Hóa. Em ship toàn quốc mà. Thanh Hóa em ship nhá. 4 củ rưỡi mọi người ơi, 4 củ rưỡi. Có qua Hải Phòng không bạn ơi? Có nhá mọi người nhá, có ship Hải Phòng nhá. Miền Bắc em ship toàn khu vực miền Bắc mà. Bạn nào ở đâu các bạn phải đọc địa chỉ thôi. Nói chung là mọi người ở đâu mọi người vào Zalo để em dễ. Zalo đừng kết bạn. Zalo các bạn muốn mua cái gì, muốn hỏi cái gì các bạn chỉ cần việc nhắn tin thôi, bởi vì Zalo của mình full bạn rồi. Zalo của mình hơn 5.000 bạn rồi, không kết bạn được đâu. Zalo của mình là không kết bạn nhá. Zalo của mình full bạn rồi. Mọi người mua cái gì mọi người cứ nhắn tin là mình sẽ vào cái mục tin nhắn nạ mình trả lời các bạn thôi, chứ còn mình không kết bạn được. Zalo của mình là 0969 162 214 ạ. Zalo là 0969 162 214 ạ. 0969 162 214 nha mọi người nhá. Nè cây này rất là đẹp này. Cây rất là đẹp luôn. Đấy. Quan tâm thì qua Zalo nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại là 0969 162 214 nhá. Cảm ơn bạn 2206 đã chia sẻ video live của mình ạ. Cảm ơn 2206 đã chia sẻ video live nhá. Mọi người ơi, mọi người vào xem live của em, mọi người thả tim cho em đi. Mọi người thả tim để thích tăng cái lượt thích lượt theo dõi với cả mọi người chia sẻ live với em. Em không hỏi xe chở chị à. Mọi người ơi, mọi người mua cái nào thì mọi người cứ chụp ảnh màn hình lại, xong mọi người nhắn tin vào Zalo cho mình ý, mình sẽ trả lời nhá. Mình sẽ trả lời hết thắc mắc của mọi người về giá cây và giá cây là một lần, với cả trả lời hết thắc mắc của mọi người về cước xe như nào, cước vận chuyển như nào. Mọi người cứ nhắn vào Zalo cho mình nhá. Nhắn Zalo số điện thoại của mình ý ạ. User đã chia sẻ video like, cảm ơn bạn user Hoàng Ngọc Canh đã follow chủ phòng này. Bạn nào mà đi đang lướt TikTok ấy mà vô tình lạc vào cái trang của mình, vô tình lạc vào cái like này của mình, thì mọi người nhấn follow mình nhá. Mọi người nhấn follow mình, bởi vì nhà mình chuyên hoa cây cảnh các loại. Nhà mình chuyên hoa cây cảnh các loại, ngoài bưởi ra nhà mình còn rất nhiều các mặt hàng khác nữa. Biết đâu cái mặt hàng mà mọi người cần sẽ mình có. Nên mà các bạn cứ nhấn follow đi,
khi nào mà mình phát like cái là nó sẽ hiện thông báo lên, báo là cho các bạn biết là mình phát đấy. Cảm ơn 798 đã follow, cảm ơn bạn 2LK đã follow ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đang xem like của em. Em bị tụt mắt xem xuống còn 39 rồi. Mọi người chia sẻ like cho em để em tăng cái mắt xem lên đi. Chia sẻ cho em để em tăng cái mắt xem lên. Cây bưởi rất là đẹp, tán to, tán 2 mét luôn đấy. Cảm ơn Kiên 879 đã follow em ạ. Em cảm ơn mọi người. Ô, có một bạn thì tặng một cái nốt nhạc. Tặng nốt nhạc. Cảm ơn bạn Thái Bình 9798 đã tặng em một cái TikTok. Gửi một TikTok X1 là cái lấy là cái gì không biết. Mọi người ơi, mọi người xem, mọi người chia sẻ like giúp em nhá. Chia sẻ like giúp em. Bây giờ em đi đến cái hàng bình dân này. Đây, hàng bình dân là cái hàng như này này. Tặng như này nhá. Cảm ơn Giang Hà 109 đã follow em ạ. Cảm ơn Giang Hà 109 đã follow em. Cây nhỏ nhỏ như này này, cây nhỏ nhỏ như này. Cây nhỏ như này này em đang bán lẻ là 1,5 củ. Cây nhỏ như này là bán lẻ là 1,5 củ nhá mọi người nhá. Và bán sỉ, cái hàng này thì ưu tiên bán sỉ. Ưu tiên là cho các bạn xếp sỉ nhá. Bán lẻ là 1,5 củ. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Em có quất chum nhá. Em có quất chum. Cái hàng này thì bán lẻ là 1,5 củ này. Bạn nào lấy sỉ thì là giá càng lấy càng nhiều giá càng rẻ. Lấy càng nhiều giá càng rẻ luôn. Nhà em thì là chuyên hoa cây cảnh rồi. Nhà em thì chuyên hoa cây cảnh rồi nên là loại gì em cũng có. Mọi người cứ mua hàng cứ qua Zalo cho em. Qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 cho em nhá. Em sẽ giải đáp hết thắc mắc của mọi người. Cái bưởi này đẹp này. Cái bưởi này đẹp này. Hàng to đấy ạ. Bây giờ sang hàng to nhá. Hàng to nhá, cái bưởi này chín củ này. Cái bưởi này chín củ này. Ai quan tâm cái này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 cho em ạ. 0969162214 ạ. Vườn em ở Văn Giang Hưng Yên nhá mọi người nhá. Văn Giang Hưng Yên ạ. Văn Giang Hưng Yên. Cây này đẹp xuất sắc luôn này. Cây đẹp xuất sắc luôn. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 cho em. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 cho em. Xem cây tầm 4 đồng có lộc đi chị ơi. Bạn Quang Phê, bạn cứ qua Zalo số mình, số điện thoại của mình nhá. Nếu bạn các bạn mua thì mình sẽ lộc lá cho ít mà, chứ mình cũng không lấy cả như thế. Các bạn cứ qua Zalo cho mình đi nhá. Qua Zalo cho mình đi ạ. Cái này 9 củ nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Em xem tắt like đây. Em tắt like đây.